Đại Phụng đã canh nhân 1730, một kiếm kinh thế hai. Hứa nhị lan nghe tiếng gầm như sóng gió, ánh mắt chậm rãi đảo qua quanh mình, vẽ mặt các thủ quân nhất nhất chiếu vào đáy mắt hắn. Bọn họ có người dơ cao vũ khí, trống đỏ mặt tía tai, có người nhiệt huyết lưng trồng, trong ánh mắt lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, có người cao hứng phấn chấn, hận không thể lập tức lao xuống thành, đứng chung một chỗ với đại ca. Giờ khắc này, hứa tân niên biết, đây là một mũi hùng binh không sợ hãi gì cả cảm xúc là sẽ lây lan khi không ai có thể mang cảm xúc của các tướng sĩ điều động lên làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào như vậy cho dù biết rõ sẽ chết cho dù phía trước là kẻ địch không thể chiến thắng bọn họ cũng sẽ ở dưới lãnh tụ trong lòng dẫn dắt khẳng khái chịu chết lãnh tụ trong mắt thủ quân đại phụng là đại ca hứa thất an bản thân cơ huyền là con cưng của trời phe vân châu cũng là một trong hai người trẻ tuổi đương đại bước vào siêu phàm võ giả mà khi hắn thấy hứa thất an bằng sức một người triệu đến nhiều cường giả như vậy, khiến Lạc Ngọc Hành, Khấu Dương Châu các nhân vật siêu phàm địa vị cao cả cam nguyện đứng ở phía sau hắn làm nền. Khiến thủ quân đại phụng vốn sĩ khí hạ thấp, khúng núng nháy mắt cảm xúc tăng vọt, mù quáng sùng bái. Trong lòng cơ huyền không thể tránh khỏi giấy lên lòng đố kỵ mãnh liệt, hắn tay nắm chui đao, lặng yên phát lực, quát. Hứa thất an, ở trong lĩnh vực siêu phàm, từ trước tới giờ không phải chiến thuật biển người có thể bù lại hắn một tiếng này vẫn đủ khí lực, lập tức bao trùm tiếng ồn ào đầu tường. Tiếp theo, cơ huyền xoay người, hướng già la thụ Bồ Tát chấp tay. Mời Bồ Tát ra tay. Nếu đối diện chỉ có một vị hứa thất an, như vậy hắn bằng vào thực lực tam phẩm trung kỳ, trái lại cũng có thể đỏ sức với họ hứa, cho dù có chút không địch lại, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhưng bây giờ hứa thất an không phải là đơn đã độc đấu. Có một đám siêu phàm áp trận, Cơ huyền không cho rằng mình có thực lực một mình xung trận, có thể làm được một bước này, chỉ có nhất phẩm Bồ Tát và La Thụ. Dưới siêu phẩm, phòng ngự đệ nhất nhân. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói già La Thụ thủ đoạn công phạt kém, có đôi khi, phòng ngự và công kích là có quan hệ trực tiếp. Sau khi nữ đế đăng cơ, cho phép triệu thủ vào triều làm quan. Đại Phụng sắp xuất hiện hiện một vị đại nho, nhị phẩm đại nho trong hệ thống nho gia, tò mò. Hứa Bình Phong hơi nheo mắt, cũng nghiêng đầu, liếc già la thụ Bồ Tát một cái. Làm phiền Bồ Tát thăm dò tiêu chuẩn của bọn họ. Hứa Bình Phong nghiêm mặt nói. A-di-đà Phật. Tiếng ngâm tụng to rõ quanh quẩn ở chân trời, bao phủ toàn bộ thanh âm. Già la thụ Bồ Tát bước ra một bước, thiên địa thất sắc, tầng mây trời cao cuồn cuộn, nhụn lên ánh sáng màu vàng dưới chân thì nhộn nhạo lên gợn sóng màu vàng. Hắn mỗi bước ra một bước, liền có tiếng tầm ầm truyền đến, hư không tựa như cũng không chịu nổi trọng lượng của hắn. Sau khi bước ra 10 bước, quanh mình đã là một mảng yên tĩnh, mặc kệ là Vân Châu quân hay Đại Phụng quân, đều lâm vào yên lặng quỷ dị. Không phải là bọn họ không muốn nói chuyện, mà là không dám nói lời nào, bất động minh vương pháp tướng, tượng trưng cho dày nặng như núi cao, rộng lớn như biển, kim cương pháp tướng, tượng trưng cho lực lượng, tượng trưng cho cương liệt, chủ sát phạt. Hai pháp tướng chồng chất, làm người ta như đối mặt vực sâu, như đối mặt thần linh. Trước thần linh, phàm nhân nào dám nói chuyện? Đây là vị cách cao tồn tại áp chế, không vì ý chí phàm nhân mà dao động. Thì ra dám chính đối mặt là kẻ địch đáng sợ như thế này. Thủ quân đầu từng trực diện hai pháp tướng, đích thân cảm nhận được sự đáng sợ của nhất phẩm Bồ Tát. Đều nghe Phật môn Bồ Tát là tồn tại đỉnh phong thế gian, mỗi một vị đều có thể xưng là vô địch, nhưng với binh sĩ bình thường mà nói, Bồ Tát quá mức xa xôi, lúc trước luôn có dám chính chống đỡ đối với sự cường đại của già la thụ bồ tát biết nó nhưng không biết giá trị của nó vừa rồi một mình cơ huyền uy hiếp toàn quân biểu hiện ra lực lượng là thấy được ở trong phạm vi nhận thức của mọi người già la thụ bồ tát chỉ là uy áp đã khiến võ phu dưới siêu phàm sĩ tốt bình thường câm như hến hứa ngân la hắn sẽ ứng đối như thế nào có người nhìn về phía bộ áo xanh kia dưới thành giống như có ăn ý từng ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hứa thất an ngắm nhìn trên thân vị trụ cột cuối cùng này của đại phụng ai đi mài hắn một chút hứa thất an khoanh tay mà đứng mặt mang mỉm cười ta tôn huyền cơ lời ít mà ý nhiều đáp nói xong hắn lấy pháp thuật truyền tống xuất hiện ở giữa già la thụ bồ tát cùng hứa thất an ngay sau đó tôn sư huynh ở trước mặt mọi người triển lãm cái gì gọi là trận pháp ti thiên giám lòe loẹt hoa mỹ dưới chân hắn sáng lên từng vòng trận như phim đèn chiếu luân phiên lóe lên vòng trận nhỏ cấu thành vòng trận lớn uy lực chồng chất từng tầng đồng thời ngón tay hắn vẽ nhanh ở trên không vẽ ra từng đạo trận văn vạn vẹo trận văn tạo thành trận pháp thanh quang không ngừng sáng lên không ngừng tắt lóe lên như phim đèn chiếu mọi người hoa cả mắt dưới thân già la thụ bồ tát hiện lên một trận pháp khổng lồ đường kính 60 mươi trượng trận này lấy thái âm làm trung tâm ngưng tụ lực lượng tứ phương ngũ hành xoay ngược chiều kim đồng hồ. Bầu trời đỉnh đầu già la thụ Bồ Tát hiện lên một tòa đại trận tương tự, trận này lấy Thái Dương làm trung tâm, ngưng tụ cương phong, lôi điện, xoay thuận chiều kim đồng hồ. Nghiền ép Hai trận pháp khổng lồ như cối xây, ngưng tụ lực lượng lĩnh vực khác nhau trong thiên địa, để chúng nó hóa thành lưỡi dao sắc bén, nghiền ép già la thụ Bồ Tát trong trận. Trận pháp chia làm hai lĩnh vực phân biệt rõ ràng. Phía trên là cương phong hóa thành vòi rồng, lôi điện bổ vào trong đó, từng đạo hồ quang ở trong cơn lốc phun ra nuốt vào lóe lên. Phía dưới là âm dương ngũ hành hóa thành vòng xoáy, phương hướng xoay tròn trái ngược với vòi rồng. Hai luồng lực lượng giao giới ra, là già la thụ Bồ Tát. Cơ huyền nhíu mày, hắn và tôn huyền cơ giao thủ mấy lần, đối với thực lực, tính cách vị thuật sĩ áo trắng này, cũng coi như tràn đầy thể hội. Tôn huyền cơ là người làm việc lưu lại ba phần, cho dù là sinh tử đại địch, hắn cũng rất khó liều mạng. Nhưng bây giờ, vị thuật sĩ áo trắng này bùng nổ ra chiến lược vượt xa tiêu chuẩn, như được ăn cả ngã về không, muốn phân ra sinh tử. Phía trước đại quân Vân Châu, thích quảng bá cầm kính viễn vọng một ống, vừa nhìn trận pháp thanh thế to lớn, vừa cảm khái nói. Không hổ là tam phẩm thuật sĩ, Tôn Huyền Cơ có hy vọng nhị phẩm. Cho thêm thời gian, hắn có lẽ sẽ trở thành giám chính đời thứ hai, nếu không có quốc sư. Các văn tuyên tâm thần dao động, So sánh với lão sư mong muốn mà không thể chạm tới, lực lượng tôn huyền cơ bày ra, càng có thể hấp dẫn hắn hơn, trở thành hy vọng của hắn. Nhưng có ít gì đâu, ở trước mặt già la thụ Bồ Tát, loại lực lượng cấp bậc này, không đáng kể chút nào. Tựa như là đáp lại lời của các văn tuyên, kim cương pháp tướng đỉnh đầu già la thụ Bồ Tát nâng lên hai nắm tay, mạnh mẽ đấm vào nhau. Ken Trong thiên địa, một tiếng chuông vang vọng lực lượng cùng bạo lấy hai nắm tay làm trung tâm lan tỏa tàn phá như bẻ gãy nghiền nát xé rách lực lượng vô hình xé rách lôi điện xé rách hai tòa trận pháp trong quá trình bước chân của già la thụ bồ tát thậm chí chưa tạm dừng tôn huyền cơ đứng mũi chịu sào thân thể chợt cong lên bị lực lượng cùng bạo này ném bay về phía sau nhưng hắn chưa bị thương ở trước người ngưng tụ nhiều tầng trận pháp triệt tiêu sóng xung kích trống hậu phương lớn mấy vạn vân châu quân giận dữ hét lên tăng thanh thế cho già la thụ bồ tát đầu tường thủ quân đại phụng khẩn trương nhìn chằm chằm mấy vị siêu phàm cường giả lấy hứa thất an làm đại biểu con ngươi hứa thất an hơi nheo lại hắt một tiếng nói bản thân kim cương pháp tướng đã không thể phá vỡ càng không nói đến bất động minh vương pháp tướng chỉ có phòng ngự cho dù là nhất phẩm chỉ sợ cũng không phá nổi phòng ngự của hắn nhỉ triệu thủ gật đầu giám chính vẫn chưa từng có thể thật sự đánh trọng thương già la thụ hứa thất an nghiêng đầu nhìn về phía cạo gió thiên vương khấu dương châu cười nói tiền bối muốn đi thử chút hay không rửa sạch sỉ nhục ngày xưa khấu dương châu sau khi phá quan liền luôn luôn ở kiếm châu củng cố cảnh giới mài đao ý thực lực tổng thể có sự tinh tiến nhưng nếu muốn nói đối phó kim cương pháp tướng lão thất phu nhếch nhếch miệng thử thì thử Chẳng lẽ không phải thử chút liền chạy?" Hứa Thất An nói. "Ta đại khái thăm dò tiêu chuẩn của Kim Cương Pháp Tướng, Tiền Bối, Quốc Sư, Viện trưởng, hợp sức bốn người chúng ta, phá Kim Cương Pháp Tướng. Muốn phá Kim Cương Pháp Tướng, phải có sức bùng nổ của nhất phẩm võ phu, còn không thể là mới vào nhất phẩm." Lạc Ngọc Hành và Khấu Dương Châu gật đầu, đồng thời bay lên không trung, ngang với già La Thụ Bồ Tát. "Bế quan 500 năm, hôm nay phải khiến cho Cửu Châu nhớ lại ta." mái tóc bạc của lão thất phu bay múa, chậm rãi phun ra một ngụm khí phách. Ông ông ông! Thủ quân đầu tường, Vân Châu quân nơi xa đồng thời cảm giác được bội đao trong vỏ đao đang ngưng lên, như là được ban cho linh tính, muốn thoát ly chủ nhân nắm giữ. Lão phu chính là đương đại đao chủ, đến. Lão thất phu quát to. Trong nháy mắt, từng thanh bội đao ra khỏi vỏ, giải thoát chủ nhân trói buộc, hóa thành dòng lũ sắt thép cuồn cuộn hướng khấu dương châu bay đi đại phụng và phản quân hai dòng lũ sắt thép che cả bầu trời thủ đoạn thần tiên miêu hữu phương trợn mắt cứng lưỡi lẩm bẩm trong hai quân các võ phu tu đao ý kia hận không thể quỳ lạy lão thất phu bên kia lạc ngọc hành cúi đầu nhìn về phía hứa thất an giọng nói trong trẻo dễ nghe ta chỉ có thể ra ba kiếm đợi sau khi hứa thất an gật đầu nàng thản nhiên nói kiếm thứ nhất tâm kiếm vừa dứt lời lại một lạc ngọc hành xuất hiện nàng khác với thân thể hắc thủy chi linh tạo thành váy dài trùng điệp hỏa linh ẩn trong đôi mắt đôi mắt khép mở nhuệ khí bức người thổ linh nâng lên tư thái của nàng cam nguyện phủ phục ở dưới chân nàng phong linh nâng lên mái tóc của nàng tùy ý hướng về phía trước cùng bốn phía xỏa ra rõ ràng từng sợi tóc đạo môn dương thần thân thể lạc ngọc hành lơ lửng mà bất động dương thần chui vào trong kiếm trong nháy mắt kiếm sắc loan lỗ vết kỹ nở rộ hào quang mãnh liệt rỉ sắc nhanh chóng bong ra ngay tại lúc hai vị nhị phẩm cường giả thi triển thủ đoạn hứa thất an vương tay Trích gào nói kiếm đến hào quang vàng ống từ chân trời bay tới mang mình đưa vào trong tay hứa thất an đại phụng đệ nhất thần binh trấn quốc kiếm cùng lúc cầm kiếm hứa thất an gập ngón tay gõ vào mi tâm sáng lên không phải nước sơn màu vàng mà là màu đen thâm trầm màu da chỉ a tu la huyết mạch có lực lượng của thần thù đại sư dung nhập trong cơ thể hắn khiến hứa thất an vốn là nhị phẩm võ phu khí huyết và khí cơ nháy mắt cất cao một đoạn hắn chậm rãi nói chúng sinh nghe lệnh ta cảnh nội ung châu lực lượng chúng sinh chen chúc mà đến tựa như dòng sông hội tụ vào đại dương mênh mông trong đó bao gồm mấy ngàn thủ quân đầu tường tầm châu lực lượng của bọn họ càng thêm thuần túy càng thêm cường đại tiếp theo hứa thất an sụp xuống khí cơ thu liễm cảm xúc ngọc toái vốn đã dung hợp các loại tuyệt học vận sức chờ phát động trấn quốc kiếm ngân lên ong ong tựa như không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ này nhưng hứa thất an vẫn chưa đủ cánh tay cầm kiếm chật thô to lên hai vòng cơ bắp bành trướng lực cổ cuồng bạo hứa bình phong hơi động dung tựa như kinh hải. lực lượng chúng sinh ngươi có thể điều động lực lượng chúng sinh con bài chưa lật của giám chính là lực lượng chúng sinh, để cho hứa thất an có được lực lượng chúng sinh. Hứa Bình Phong không có bất cứ sự do dự nào nữa, dây tiếp theo, hắn bình ổn toàn bộ kinh ngạc cùng phẫn nộ, một tay vỗ túi thơm bên hông. Từng bộ kiện đồng xanh lóe ra thanh quan bay ra, ở không trung nhanh chóng tổ hợp, đồng thời trận pháp hình tròn dưới chân hứa Bình Phong khuếch tán, ý đồ mang toàn bộ siêu phàm cường giả của hai bên nhét vào phạm vi. Không cần dò xét, đã biết được con bài chưa lật, vậy liền lấy thế lôi đình cố gắng giết hứa thất an. Già la thụ Bồ Tát mắt thấy mục đích đạt tới, lập tức không lấy chậm rãi thử nữa, hướng tới hứa thất an chạy như điên. Ngay lúc này, triệu thủ gặp ngón tay búng ở trên nho quan á thánh, miệng chứa thiên hiến, thanh âm uy nghiêm. Nơi đây cấm sử dụng trận pháp. Lão cũng chưa nói cấm sử dụng pháp khí, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hứa thất an, còn có lạc ngọc hành trạng thái súc lực. Nhưng trận pháp là thứ chỉ thuật sĩ có vòng tròn đồng xanh nhanh chóng lắp ráp xong nhưng không có nguyên bộ trận pháp thúc giục không thể phát huy lực lượng thiên mệnh sư ngăn cách vùng thiên địa này kiếm sắc của lạc ngọc hành đao trận của khấu dương châu đồng bộ dẫn đầu tấn công xung phong hãm trận vì một kiếm kinh thế sắp chém ra kiếm này nên thế như chẻ tre triệu thủ tựa như chưa đủ thi triển lực lượng ngôn xuất pháp tùy thêm một phần lực lượng cho trấn quốc kiếm kiếm này có thể phá kim cương pháp tướng hay không thanh châu Đề hình án sát sứ ti. Trong nhà giam ẩm ướt âm lạnh, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, kèm theo tiếng thép chói tai cùng tiếng cầu xin tha thứ của nữ nhân. Trong những căn phòng hành hình trình diễn ra tấn cực kỳ tàn ác, các phạm nhân hoặc bị trói lại vụt roi, hoặc bị bàn ủi đốt đỏ hồng thiêu đốt làn da, hoặc bị từng đao một cắt đi máu thịt, lộ ra xương trắng xóa. Mỗi một món hình cụ đều cam đoan có đất dụng võ phát huy đầy đủ đặc tính tra tấn người ta của nó mà tiếng kêu thảm thiết của nữ tử thì phát ra từ trong phòng giam gặp phải yêu đạo địa tông gian dâm vân châu quân sau khi chiếm lĩnh thanh châu ra sức trấn áp thế lực phản kháng cùng với hương thân giang hồ du hiệp không phối hợp trong những người này một bộ phận bị giết chết một bộ phận bị nhốt vào đại lao trong đó phạm nhân thành thanh châu đều bị áp giải vào đề hình án sát sứ ti giao cho yêu đạo địa tông xử lý đây là tra tấn so với tử vong càng đáng sợ hơn hô ứng nhau với tiếng kêu thảm thiết là tiếng cười dữ tợn tiếng cười điên cuồng của yêu đạo địa tông bọn họ tùy ý phát tiết xấu xí ác ý trong nhân tính hưởng thụ vẻ mặt thống khổ cùng tiếng kêu thảm thiết bên bờ vực cái chết của các phạm nhân trong phòng giam ẩm ướt âm lạnh nào đó xích liên chậm rãi đứng lên vừa xách quần vừa đánh giá nữ tử trẻ tuổi vừa bị chà đạp hài lòng nói không hổ là thiên kim nhà giàu quả thật nõn nà nữ tử kia cuộn mình dưới đất ánh mắt trống trỗng da thịt trắng loãng trải rộng vết sưng bầm. Xích liên nói xong, quay đầu nhìn về phía các đệ tử địa tông xếp hàng dài phía sau, hắt một tiếng. Xem làm các ngươi cuốn lên kia, được rồi, tùy các ngươi giày vò đi, nhớ rõ giữ lại một mạng, còn nhiều thời gian. Các đệ tử mặt đao y cũng hòa theo, hề hề, cười lên, vẻ mặt âm tà. Đa tạ xích liên sư thúc, đa tạ xích liên sư thúc. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương tiểu mỹ nhân xích liên đạo trưởng sửa sang lại áo mũ không đi nhìn nữ tử bị các đệ tử vây quanh đi ra khỏi địa lao địa tông phô trương ác niệm trong nhân tính nhưng người khác nhau trọng điểm cũng khác nhau xích liên đạo trưởng lấy dâm tà làm chủ thích gian dâm gái nhà lành cũng hưởng thụ các nàng tuyệt vọng và cầu xin ngược lại không nhiệt tình đối với giết chóc cùng khổ hình xích liên đạo trưởng xuyên qua hành lang tới phòng nghỉ ngơi của đám mục tốt gọi một đệ tử tới hỏi gần đây có kiếm được nữ tử dung mạo xuất sắc không đệ tử cười lạnh nói có mấy người như vậy lúc này mang mỹ nhân đệ tử dưới trướng chọn trúng lần lượt bẩm báo cho xích liên đạo trưởng ví dụ như thê tử người nào đó con gái người nào đó chỉ là bọn họ đều đã thần phục sẵn sàng góp sức vân châu quân không tiện trắng trận cướp nữ nhân bọn họ xích liên đạo trưởng nâng chén trà lên uống một ngụm mấy người phụ nữ mà thôi Bọn họ hiểu được lấy hay bỏ như thế nào, nếu không biết điều thì mang cả nhà bọn họ nhốt vào địa lao. Trong địa lao mỗi ngày đều đang có người chết, dù sao cũng phải bổ sung người mới chứ. Hoặc là mang vợ con đưa vào, hoặc là cùng nhau tiến vào xem bần đạo đùa bỡn nữ quyến bọn họ thế nào. Nói một lát, dục vọng trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt, tự như cảm thấy đây là một chủ ý không tệ. Về phần phương diện quân đội Vân Châu, Xích Liên căn bản không lo lắng ai dám vì vẻn vẹn mấy tiểu nhân vật gọi nhịp với địa tông thực cho rằng đạo thủ nhị phẩm cường giả như vậy là ăn chay dù là hứa bình phong kia cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt bởi vì hắn lôi kéo địa tông phải trả giá đệ tử kia nghe xong nhất thời mặt mày hồng hào cười dữ tợn nói đệ tử đã sớm nhìn trúng một tiểu mỹ nhân hôm nay liền mang về để cho xích liên sư thúc hưởng dụng đương nhiên sau khi xích liên sư thúc hưởng dụng liền đến lượt bọn họ hưởng dụng. Xích liên đạo trưởng từng một tiếng, bưng chén trà đang muốn uống một ngụm nữa, đột nhiên phát hiện đệ tử trước mắt, hai mắt lập tức trống rỗng, sau đó không chút dấu hiệu rút ra kiếm đeo ở sau người, hướng ngực mình đâm tới. Cùng thời điểm, nước trà nóng bỏng trong tay tự hắt ra, hắt ở trên mặt hắn. Cổ áo, đai lưng đều làm phản, thứ trước chợt buộc chặt, ý đồ thích chết hắn. Thứ sau tản ra, mang hắn trói ở trên ghế, trói buộc hành động. Chén trà trên bàn tung bay lên, dán ở ngực xích liên đạo trưởng, chuẩn xác tiếp được kiếm đệ tử đâm tới. Đạo môn thất phẩm thực khí. Có thể thao túng tất cả vật phẩm bên người, hóa để mình dùng, so với võ phu lấy khí ngự vật càng thêm tinh diệu. Sau khi ngăn trở đệ tử tập kích, đỉnh đầu xích liên đạo trưởng hiện lên một viên kim đan đen bóng chói mắt, dưới ánh sáng đen bóng chiếu, quần áo làm phản đều mất đi linh tính. Tuy yêu đạo địa tông đã sa đọa nhưng năng lực bản thân kim đan cũng chưa thay đổi thậm chí so với kim đan chính thống của đạo môn còn mạnh hơn bởi vì nó còn mang theo lực lượng sa đọa nhất định lòng bàn tay xích liên đạo trưởng đặt ở ngực đệ tử nhẹ nhàng phát lực phành một tiếng tên đệ tử kia va vào trên vách tường chết ngất đi lúc này hai bóng người hư ảo xuyên tường mà vào phân biệt là người trẻ tuổi tuấn mỹ mặc đạo y nữ tử tuổi thanh xuân mặc giáp nhẹ khoác áo choàng màu đỏ tươi thiên tông ngoại long sồ phượng đây là nguyên anh của bọn họ sau khi xâm nhập phòng lý diệu chân và lý linh tố đồng thời há mồm phun ra hai viên kim đan ánh vàng rực rỡ lấy thế ngọc đá cùng vỡ hút về phía kim đan của xích liên ầm uhm. tinh thần lực hỗn loạn thổi quét toàn bộ địa lao chấn phạm nhân đệ tử địa tông bên ngoài ý thức thác loạn nguyên thần xích liên đạo trưởng bị chấn động tạm thời mê muội ngay lúc này vách tường lại cầm một tiếng một bóng người bao trùm ánh sáng màu vàng đánh vỡ vách tường xâm nhập phòng. Thừa dịp nguyên thần xích liên chấn động, hàng viễn đại sư nhanh chóng áp sát, đánh một quyền vào đan điền, một quyền đánh vào ngực, một quyền đánh vào mặt, thân thể xích liên đạo trưởng nháy mắt nổ tung, máu tươi cùng thịt bắn tung tóe đầy tường. Đối với võ tăng cùng võ phu mà nói, chỉ cần có thể áp sát, cao thủ cùng giai hệ thống khác chính là hổ giấy, không chịu nổi một đòn. Nguyên anh của xích liên đạo trưởng chạy ra, không để ý tới phẫn nộ, há mồm phát ra rít cào không tiếng động lực lượng nguyên anh dinh dính đen xì lấp đầy căn phòng ăn mòn ba vị tứ phẩm cao thủ ở đây thừa dịp lý linh tố lý diệu chân cùng hằng viễn đối kháng lực lượng sa đọa ăn mòn xích liên đạo trưởng bay lên không trung muốn lao ra khỏi địa lao thoát đi nơi này hắn liền an toàn bên ngoài có hắc liên đạo thủ có một đám đồng môn vù đột nhiên một đạo kiếm quan sáng như tuyết từ trong hốc tường hàng viễn hút sập bắn tới, rõ ràng là kiếm có thực thể, lại mang nguyên anh hư ảo đóng đinh ở trên tường. Nhân tông tâm kiếm, tâm trảm linh hồn. Xích liên đạo trưởng sắc mặt giữ tận gào rống, nguyên anh tan rã từng tấc một, hóa thành tro bụi. Toàn bộ không cam lòng cùng phẫn nộ chợt dừng lại. Một tứ phẩm cường giả, không đến 10 hơi thở, đã bị giết chết ngay tại chỗ. Giải quyết xong xích liên, lý diệu chân tốc độ nói cực nhanh nói hằng viễn đại sư ngươi phụ trách dọn dẹp toàn bộ địa tông yêu đạo trong địa lao không giữ lại một ai hằng viễn tựa như một pho tượng vàng chắp hai tay lại niệm tụng phật hiệu không giữ lại một ai hắn không có biểu cảm xoay người rời khỏi phòng đi về phía hành lang ẩm ướt kim cương nộ mục ở ngoài địa lao đề hình án sát sứ ti từng luồng lực lượng công đức màu sắc sặc sỡ dán xuống ngưng tụ thành bóng người Kim Liên đạo trưởng. Hắc Liên, đến lúc chúng ta thanh toán rồi. Kim Liên đạo trưởng cao giọng nói. Ở sâu trong nha môn, khí tức tối đen không sạch sẽ bốc lên, ở không trung hóa thành một đóa hoa sen đen nở rộ, trung ương đài sen, một hình người chảy xuôi chất lỏng dinh dính màu đen đứng. Toàn bộ đề hình án sát sứ ti liền bị lực lượng công đức loan lỗ màu sắc, cùng lực lượng sa đọa dơ bẩn đục ngầu lấp đầy, hai đạo khí giới kháng cự lẫn nhau, phân biệt rõ ràng hắn có một đôi mắt đỏ rực như máu, lạnh lùng nhìn xuống Kim Liên cách đó không xa. Kim Liên, chỉ bằng ngươi, còn có mấy tên tôn cua trong thiên địa hội. Vừa dứt lời, phía trên hai kết giới khí đối kháng xuất hiện một thân hình khôi ngô cao lớn. Hắn gập ngón tay điểm ở mi tâm, giọng điệu trầm thấp nói. Còn có ta. Xẹt sau đầu dâng lên vòng lửa mãnh liệt, nước sơn vàng nháy mắt bao trùm toàn thân, khí tức đáng sợ rợp trời rợp đất bao phủ. Phật môn kim cương sức chú ý của hắc liên nhất thời bị hắn hấp dẫn không a tô la gõ mi tâm lần nữa vòng lửa sau đầu thu liễm một bánh xe ánh sáng kỳ ảo sáng lên khóe miệng hắn nhếch lên là la hán không có khả năng khí tức hắc liên kịch liệt dao động phát ra riết gào khó có thể tin ngoài thành tầm châu khấu dương châu phun ra một ngụm đao khí tan vào trong quần thể đao mênh mông rậm rạp trong phút chốc mỗi một cây đao đều được giao cho lực lượng đáng sợ chúng nó hô ứng lẫn nhau dung hợp lẫn nhau nối liền một thể quần thể đao lăn lộn tạo hình xoắn ốc đâm về phía già la thụ bồ tát mà ở trung tâm xoắn ốc là một thanh trường kiếm sáng như tuyết tâm kiếm của lạc ngọc hành lựa chọn của lạc ngọc hành đầy đủ bày ra trí tuệ của nàng muốn chân thật hữu hiệu tạo thành thương tổn đối với già la thụ thủ đoạn của võ phu rất có hạn lực sát thương của tâm kiếm đối với vị bồ tát này thậm chí vượt qua giám chính công kích trong lĩnh vực nguyên thần đạo môn và vu sư mới là chúa tể lạc ngọc hành có lẽ không cường đại như giám chính nhưng đối với nguyên thần đã kích giám chính cũng không bằng nàng đây là hệ thống khác nhau tạo thành trên lệch già la thụ bồ tát đứng ở không trung hai tay kết ấn bất động minh vương pháp tướng phía sau cũng theo đó kết ấn tệ đoan duy nhất của bất động minh vương pháp tướng là khi thi triển pháp thuật bản thể phải bảo trì bất động. Ông Nếp nhăn không gian nháy mắt bị sang phẳng, phạm vi 30 trượng xung quanh già la thụ Bồ Tát biến thành một đầm nước động, ngay cả một chút gió cũng không có. Không gian vô hình vô chất, hóa thành nhà giam không thể phá vỡ nhất. Ken 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 Đao trận dạng xoắn ốc đánh vào trong hư không động lại, bắn ra đống lửa chói mắt, từng thanh đao bẻ gãy, mảnh sắc tựa như mưa rào, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe tướng sĩ hai bên nín thở tập trung nhìn một màn này đến thở mạnh cũng không dám có thể tận mắt thấy thần tích như thế là tạo hóa của bọn họ mặt khác kết quả trận đỏ sức tấn công cùng phòng thủ này trực tiếp liên quan đến sĩ khí của hai bên khấu dương châu đang nghe truyện trên tv audio cv lần nữa phun ra một ngụm đao khí phụ gia cho đao trận dựng bàn tay như đao hướng phía trước bước ra một bước đưa ra chưởng đao đao trận nháy mắt đẩy nhanh tốc độ quay cùng như máy khoan điện, mạnh mẽ xuyên phá không gian động lại, hướng phía trước thẳng tiến ba thước. Ken ken ken. Chỗ tiếp xúc, mũi khoan cùng bức tường không gian sáng lên ánh đỏ chói lòa, đó là những thanh đao đỏ như bàn ủi. Chúng nó tiếp đó vỡ thành khối sắt nóng rực, bay lên không trung, tung tóe trên mặt đất. Khuôn mặt lão thất phu đã giữ tợn, cơ thịt trên mặt trung rung, thái dương nổi gân xanh, chưởng đao hơi phát trung. Lão phu không chém vỡ được kim cương pháp tướng, không chém vỡ được bất động minh vương, nhưng nếu là ngay cả vẻn vẹn một hàng rào pháp thuật cũng không phá được, thì uổng 600 năm tu vi. Thân thể khấu dương châu tựa như đồ sứ, từng tất rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Khí thế của hắn lại cất cao từng tầng một, cường thịnh trước nay chưa từng có. Mở. Đao trận như là lâm vào cùng bạo, không để ý tất cả tấn công bức tường không gian. Sáu thước, một trượng, ba trượng, mười trượng, hai mươi trượng, ba mươi trượng bức tường không gian không thể phá vỡ đã vỡ nát, luồng khí quanh mình như là nước động bế tắc hồi lâu, điên cuồng bùa vào trong đó, nhấc lên một trận gió mạnh. Ken ken ken. Đao còn lại chém vào trên bất động minh vương pháp tướng, chỉ có thể đánh bật ra đống lửa đáng thương. Nhưng sát chiêu thật sự theo sát mà tới. Thanh kiếm sắc kia dung nhập dương thần của Lạc Ngọc Hành, đâm vào mi tâm bất động minh vương. Ken. Kiếm sắc bắn tung lên trời, dương thần lạc ngọc hành bật ra khỏi kiếm sắt đôi mắt già la thụ bồ tát không giận tự uy xuất hiện trống rỗng trong nháy mắt tiến vào choáng váng ngắn ngủi bất động minh vương pháp tướng phía sau hắn cứng nhắc bất động đúng lúc này hứa thất an súc lực đã lâu chém ra một kiếm đỉnh phong nhất trong cuộc đời một kiếm này dung nhập các loại pháp thuật lấy đại phụng đệ nhất thần khí trấn quốc kiếm làm vật dẫn mục tiêu là kim cương pháp tướng trong thiên địa kiếm quan vàng ống chợt lóe rồi biến mất ngay sau đó, liền dán ở ngực kim cương pháp tướng. 12 đôi cánh tay của kim cương pháp tướng làm tư thái nắm lại, nhưng nó không giống pháp tướng, bất động minh vương, có thể giam cầm không gian. Bởi vậy không thể chống đỡ đặc tính, không thể tránh né, không thể ngăn trở của Ngọc Toái. Ẩm. Uhm. Khoảng thiên địa này nháy mắt sôi trào, lực lượng ngũ hành hỗn loạn, không gian kịch liệt chấn động, tới bên bờ sụp đổ. Thủ quân đầu tường đều cúi đầu phủ phục, mượn dùng tường thành ngăn cản dòng chảy linh lực hỗn loạn tàn phá, Vân Châu quân nơi xa thì lâm vào hỗn loạn, người ngã ngựa đổ, trận hình bất ổn. Cũng may bọn họ tuy không có tường thành làm yểm hộ, nhưng cách đủ xa, bằng không chính là thần tiên đánh nhau rồi mũi chết. Phù, phù. Hứa Thất An chống kiếm, há mồm thở dốc. Giữa không trung phía trước, Già La Thụ Bồ Tát im lặng mà đứng, Bất Động Minh Vương pháp tướng không tổn hao gì, nhưng Ngực Kim Cương pháp tướng trải rộng vết nứt đặc tính riêng của trấn quốc kiếm khiến hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn tu bổ kim cương pháp tướng vết nước liên tục mở rộng kim cương pháp tướng tan rã từng tất một hóa thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán rắc ngực hứa thất an vỡ ra khe hở như mạng nhện ngọc toái mang lực lượng trả cho hắn sức tự lành cường đại của nhị phẩm võ phu tu bổ vết thương trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu trừ lực lượng hao tổn dẫn tới thể lực trượt xuống không có bất cứ di chứng gì trống đầu tường tầm châu mấy ngàn thủ quân đồng loạt điên cuồng hét lên sự tự tin cường đại nảy sinh ở trong lòng mỗi một vị thủ quân bóng người áo xanh giữa sân chống kiếm mà đứng tựa như cột trụ trấn quốc không thể lay động đến tận đây mây đen dám chính ngã xuống thanh châu thất thủ hoàn toàn tan thành mây khói ở trong lòng các thủ quân bọn họ lại thiêu đốt lên tín niệm thắng lợi cổ tộc nếu có lãnh tụ cường đại như vậy toàn bộ nam cương đều là của bọn họ đầu tường một bộ phận chiến sĩ cổ tộc nhìn thấy sùng kính nhìn bóng lưng kia không khỏi ghen tị sĩ tốt đại phụng chung quanh bởi vì lực lượng cổ thần có hạn hơn nữa không thể trực tiếp hấp thu cao thủ cổ tộc cũng không cách nào giống cổ thú trực tiếp cất chứa lực lượng cổ thần cái này cực kỳ áp chế siêu phàm sinh ra cổ tộc hầu như rất ít có nhị phẩm cường giả nhất phẩm càng không có hy vọng thủ lĩnh tam phẩm tuy có thể vững bước sinh ra lại thường xuyên chết bởi siêu phàm cổ thú trong cực quyên bò ra giống hứa thất an nhân vật như vậy trong lịch sử cổ tộc cũng không gặp nhiều so sánh với thủ quân tầm châu khí thế như cầu vồng vân châu quân nơi xa lâm vào trầm mặc cơ huyền sững sờ nhìn hứa thất an trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên một ý nghĩ không thể địch nổi hắn vì sự thật không thể tranh cãi này trong lòng dân lên lòng đố kỵ cùng phẫn nộ ngập trời ta cửu tử nhất sinh mới tấn thăng tam phẩm hao tổn tâm cơ mượn dùng chiến loạn ngưng tụ thành huyết đan mang tu vi đẩy lên tam phẩm trung kỳ còn muốn tinh tiến huyết đan hiệu quả dĩ nhiên không lớn cho dù làm được cái này một bước như trước không thể đuổi theo hắn bước chân dựa vào cái gì dựa vào cái gì phẫn nộ cùng ghen tị suýt nữa phá hủy lý trí hắn trước trận này hắn cho rằng mình đã cách hứa thất an rất gần trong cơ thể họ hứa có phong ma đinh tu vi không thể tiến thêm mà mình một đường tấn thăng bên tăng bên giảm, kẻ địch từng mong muốn không thể chạm tới, sớm đã không còn ưu thế. Thẳng tới bây giờ, gặp được một kiếm làm người ta run rẩy kia, một kiếm trảm phá kim cương pháp tướng. Cơ huyền lần nữa cảm nhận được cảm giác vô lực, loại cảm giác vô lực đó ngoài thành ung châu. Nơi đây duy nhất không bị cảm xúc khống chế là hứa bình phong, viên trận dưới chân hắn không có chút dấu hiệu khuếch tán. Ở lúc hứa thất an, Lạc Ngọc Hành và Khấu Dương Châu Tiêu hao kịch liệt, Tướng sĩ hai bên cảm nhận lại chiến đấu vừa rồi, cùng nguyên bộ trận pháp pháp khí đồng xanh nhanh chóng khuếch tán, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, mang siêu phàm cường giả của hai bên bao phủ ở bên trong. Hầu như là ở cùng thời điểm, tầng ngoài khay tròn đồng xanh hiện lên thanh quan xây dựng truyền tống trận, ngay sau đó, truyền tống trận cắn nuốt khay tròn, mang nó đưa đến trên trời cao ngoài mấy chục dặm. Tôn huyền cơ bật cười một tiếng, khóe miệng hứa thất an chậm rãi nhếch lên. Hứa bình phong, muốn phục khắc thủ pháp đối phó giám chính để đối phó chúng ta trí tuệ của ngươi làm người ta thất vọng giám chính cường đại như thế nào nữa cũng là lẽ loi một mình thủ đoạn có hạn mà trong bọn họ có võ phu có đạo môn có thuật sĩ có nho gia còn có chuẩn tam phẩm thất tuyệt cổ thủ đoạn lòe loẹt há là vẻn vẹn giám chính có thể so sánh cho dù bọn họ bất cứ một ai cũng sẽ bị giám chính treo lên đánh nhưng số lượng là có thể bù lại chất lượng các hệ thống lớn đều có đặc điểm, phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối khó đối phó hơn so với một mình giám chính. Hứa Bình Phong nhìn ánh mắt cười nhạo của trưởng tử, khóe miệng rốt cuộc giật giật. Hứa Bình Phong không nhìn trưởng tử thêm, dưới chân thanh quan lóe lên, mang theo hắn hướng trời cao truyền tống. Pháp khí giám chính đời đầu lưu lại là quan trọng nhất, nó chẳng những có thể tự thành thiên địa, che chắn lực lượng chúng sinh, đồng thời có quyền bính không thể bói toán, không thể dò xét. Chính bởi vì quyền bính này, mới giấu được giám chính lão sư thăm dò đối với tương lai, khiến ông nhìn thấy hình ảnh sai lầm, cho rằng một trận chiến lúc trước, thắng lợi là ông. Có thể đối phó thiên mệnh sư, chỉ có thiên mệnh sư. Bây giờ, giám chính đã bị phong ấn, nhưng hứa thất an kế thừa lực lượng chúng sinh, hơn nữa quyền bính, không thể bói toán, không thể dò xét, đối phó cao thủ hệ thống khác hữu hiệu tương tự, ví dụ như vu sư. Ví dụ như, thiên cổ. Hứa thất an thấy thế, hai chân gập lại ở mặt đất tầm sụp xuống lấy tốc độ siêu âm lao lên trời cao muốn tranh đoạt khay tròn đồng xanh trong một đám siêu phàm phía sau lạc ngọc hành vũ y tung bay ý niệm thuần túy nhất như phản xạ có điều kiện đuổi theo không cho hứa thất an thoát ly ngoài phạm vi mình có thể quan tâm sau đó là cơ huyền tôn huyền cơ khấu dương châu và la thụ cùng triệu thủ bọn họ phòng bị siêu phàm cao thủ đối phương không nói võ đức đối phó quân đội của mình Chờ siêu phàm nơi đây lần lượt rời khỏi, thích quảng bá nhìn phía đầu tường tầm châu, hít sâu một hơi, cao giọng nói. Nổi trống. Công thành. Vân Châu Quân trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, lung lạc không ít nhân sĩ giang hồ, trong đó không thiếu thế lực lớn giang hồ hùng cứ một phương. Dù sao lúc trước Vân Châu Quân ưu thế lớn như vậy, thế lực giang hồ, du hiệp nguyện ý đầu nhập vào không ở số ít. Thậm chí có một số tội phạm truy nã, chủ động chạy đi thanh châu đầu nhập vào, khát vọng vớt công huân, từ tội phạm truy nã tránh né khắp nơi, trở thành người tay nắm thực quyền. Trong tiếng trống, trận hình vuông vắng của Vân Châu quân chậm rãi đẩy mạnh, khiên lớn ở phía trước, hỏa pháo, xe nỏ ở phía sau, tiếp theo là bộ binh nâng các loại khí giới công thành, kỵ binh áp trận. Thùng thùng thùng. Đầu tường tầm châu, tiếng trống nổ vang. Dương nghiễn đám tứ phẩm sớm đã trèo lên đầu tường, đều tự trấn thủ một đoạn tường thành. Đại khái rất ít có một tòa tường thành như vậy, có được nhiều tứ phẩm cao thủ như vậy trấn thủ. Có một đao phấn chấn lòng người của hứa thất an mới vừa rồi, lại có các tứ phẩm cao thủ này gia nhập, thủ quân đầu tường nhìn Vân Châu quân rậm rạp mà đến, không những không khẩn trương sợ hãi, ngược lại bẻ tay, tràn ngập chiến ý. Hứa ngân la một kiếm chém ra phong thái đại phụng, chúng ta có thể nào ham sống sợ chết. Trên bầu trời, hứa thất an xuyên thấu biển mây, thấy hứa bình phong đang thu khay tròn đồng xanh. Dưới trạng thái Ngự Phong, võ phu tốc độ nhanh nữa, cũng không nhanh bằng thuật sĩ có thể truyền tống. Không thể sử dụng bước nhảy bóng ma rút ngắn khoảng cách. Hắn tùy ý đảo qua, thấy cái bóng hứa bình phong bị vặn vẹo đến trên tầng mây nơi cực xa. Lòng bàn chân khí cơ bùng nổ tầm, tựa như máy đẩy tính năng cao, tốc độ nhanh thêm một phần, đồng thời, hắn mang quyền khống chế thân thể giao cho thần thù đại sư. Quay đầu là bờ. Trong miệng Hứa Thất An thốt ra thanh âm thần thù Thân thể Hứa Bình Phong cứng đờ, xoay nửa người lại, nhưng sau đó cứng rắn kiềm chế xúc động xoay người. Lúc này, Hứa Thất An đã từ trong cái bóng cách đó không xa rút ra thân hình, hắn chưa công kích Hứa Bình Phong có thể truyền tống bất cứ lúc nào, mà là lao về phía khay tròn đồng xanh, ý đồ cướp lấy nó. Ngay tại lúc Hứa Thất An sắp chạm đến khay tròn đồng xanh, giữa hắn cùng khay tròn xuất hiện một vòng trận pháp. Truyền tống thuật. Nếu bị truyền tống thuật bao phủ, hắn có lẽ sẽ bị đưa đến nơi nào đó rời xa chiến trường. Cái này sẽ chế tạo cơ hội vô ngược tuyệt hảo cho hứa bình phong cùng già la thụ, chuyên tâm đối phó khấu dương châu cùng lạc ngọc hành đám siêu phàm. Ken Kiếm quan gào thét mà đến, va chạm ở phần hông hứa thất an, đối với võ phu hóa kình mà nói, lực lượng như vậy đủ lợi dụng, ở trong gan tất rời khỏi phạm vi truyền tống thuật. Hứa thất an mượn dùng lực lượng phi kiếm, để cho mình bay sang một bên, Kiếm sắc của Lạc Ngọc Hành thay thế Hứa Thất An, thừa nhận vận mệnh bị truyền tống. Hứa Bình Phong như nguyện thu khay tròn đồng xanh, để nó hóa thành to bằng bàn tay, thu vào trong lòng. Lúc này, hắn thấy trưởng tử đang bay, cầm chui trấn quốc kiếm, làm ra bộ dạng rút kiếm. Ngay sau đó, kiếm quang vàng ống chợt lóe rồi biến mất. Con người Hứa Bình Phong hơi co lại, biết đây là ý của Hứa Thất An, không thể ngăn trở, không thể tránh né, bởi vì đây là một đao hắn đánh bạc tính mạng thương tổn sẽ đồng bộ phản hồi bản thân thể phách nhị phẩm thuật sĩ không làm được bỏ qua một đòn siêu phàm võ phu sức lực chém ra ở lúc này phía sau hứa bình phong hiện lên pháp tướng bất động minh vương động lại vùng không gian này kiếm quan vàng ống hiện hình cách hứa bình phong ba thước tiếp đó chậm rãi tắt ngay cả nổ cũng không làm được bóng người già la thụ bồ tác hiện lên phía sau hứa bình phong tiếp theo cơ huyền ngự phong mà đến đứng chung một chỗ với hứa bình phong cùng già la thụ bên kia khấu dương châu tôn huyền cơ triệu thủ lần lượt xông lên biển mây già la thụ bồ tát cho dù tạm thời không thể thi triển kim cương pháp tướng nhưng bản thân cũng tương đương với nhất phẩm võ phu phiên bản yếu lại có bất động minh vương thêm vào mọi người cùng lên nhắm chừng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục cạo gió hứa thất an đảo qua siêu phàm bên ta tiếp đó nhìn về phía ba người bọn hứa bình phong trong lòng nhanh chóng phân tích cân nhắc không chừng già la thụ bồ tát còn có thể thoải mái hôn một tiếng. hứa sư phụ không cần cạo nữa. cho nên đối phó già la thụ chỉ có thể kiềm chế, đừng nghĩ đánh gục hắn, chuyện giám chính cũng không làm được, chúng ta cũng không được. hơn nữa bản thân trận chiến đấu này chính là kéo dài thời gian để a tô la chém giết hắc liên tọa trấn thanh châu. hứa thất an nhanh chóng làm ra quyết định, chọn dùng đối sách điền kỵ đua ngựa. hắn truyền âm cho mọi người. viện trưởng ngươi và ta cùng nhau cúng lấy già la thụ khấu tiền bối đi trảm cơ huyền tôn sư huynh cùng quốc sư đối phó hứa bình phong khấu dương châu tốt xấu là nhị phẩm có thể đè cơ huyền ra đánh thậm chí giết hắn mà lạc ngọc hành và tôn huyền cơ đối phó nhị phẩm thuật sĩ không lấy bùng nổ trứ danh đã có thể hữu hiệu kiềm chế cũng không đến mức để quốc sư hao tổn quá lớn dẫn tới nghiệp hỏa trong cơ thể mất cân bằng về phần hắn và viện trưởng kiềm chế già la thụ tuy già la thụ không có kim cương pháp tướng nhưng tốt xấu cũng là nhất phẩm, tình huống bình thường mà nói, cho dù hai nhị phẩm võ phu cũng không thể đối kháng hắn. Nhưng nho gia khác, nho gia là phụ trợ mạnh nhất, hơn nữa có lực lượng của Á Thánh Nho Quang thêm vào, hoàn toàn có thể thử một lần. Đám người triệu thủ cân nhắc một chút, tán đồng an bài của hứa thất an. Khấu tiền bối, cho ngươi mượn một món thần binh. Ngực hứa thất an lóe ra ánh sáng nhạt, thái bình đao phá, gương mà ra, không tình nguyện mang mình đưa đến trong tay lão thất phu. Khấu Dương Châu tiếp nhận thái bình đao, đao khí nở rộ phá tan biển mây, lão ngẩn ra một phen, như không ngờ thần binh này sắc bén như thế, vui sướng khen. Đao tốt. Tuy võ phu được xưng thân thể là binh khí mạnh nhất, nhưng cũng xem trong tay là cái gì. Chỉ luận trình độ chắc chắn, thân thể võ phu cảnh giới nhị phẩm đã có thể so với đại bộ phận tuyệt thế thần binh, nhưng đặc tính của pháp bảo là thứ thân thể võ phu không có ví dụ như trấn quốc kiếm kiếm khí thiêu đốt có thể khiến vết thương không thể tự lành. Thái Bình Đao trước mắt còn chưa thể so sánh với trấn quốc kiếm, nhưng, ở trong long khí tẩm bổ nhiều ngày, nó có thể tăng phúc đao ý của khấu dương châu, khiến lực công kích của lão thất phu cao hơn một tầng. Bên kia, già la thụ trầm ngâm nói. Thực lực của hứa thất an có chút không thích hợp. Quá mạnh rồi, mạnh ra ngoài dự liệu. Hứa Bình Phong im lặng một lát, như nghĩ tới cái gì, khẽ biến sắc ngươi cảm ứng một phen phong ma đinh trong cơ thể hắn còn có hay không đôi mắt già la thụ bồ tát đều tự hiện lên một chữ vạn màu vàng đánh giá hứa thất an một lát khuôn mặt vốn nghiêm túc trở nên càng thêm ngưng trọng trong cơ thể hắn không có phong ma đinh nếu trong thân thể đối phương còn có phong ma đinh bí pháp của hắn sẽ soi thấy nhưng mà không có sắc mặt hứa bình phong lập tức trở nên khó coi hắn đã tấn thăng nhị phẩm ai thay hắn nhổ phong ma đinh Già la thụ Bồ Tát sụp lông mày một lát, lông mi khẽ động, nói từng chữ một. A Tô La Trong Phật môn, người có thể nhổ phong ma đinh, chỉ có mấy người như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết hợp Nam Cương chiến sự thất lợi, rất dễ dàng có thể suy luận ra vấn đề xảy ra ở trên người ai. Nhưng già la thụ Bồ Tát không rõ A Tô La là như thế nào tránh đi Phật Pháp vấn tâm. Lông mày hứa bình phong nhíu lại thật sâu. Atola và hứa thất an kết minh. Như vậy, Phật môn khẳng định không có chỗ vị con trai Úc Tu La Vương này dung thân, nhưng hắn đã đưa về trận doanh đại phụng, vì sao lúc này không hiện thân? Hắn đang làm gì? Còn có mục đích gì? Trong tích tắc, vị siêu nhất lưu kỳ thủ đương thời này đã đoán được mục đích chân thật của hứa thất an. Hắc liên, mục tiêu thật sự của bọn hắn là Hắc liên. Hứa Bình Phong trầm giọng nói. Và la thụ, bảo vệ vân châu đại quân ta về thanh châu một chuyến khi nói chuyện truyền tống trận dưới chân sáng lên nơi đây cấm truyền tống triệu thủ búng á thánh nho Quang thi triển lực lượng ngôn xuất pháp tùy của nho gia sửa chữa quy tắc vùng thiên địa này ông chưa trực tiếp mang thương tổn tác dụng ở trên người kẻ địch cũng chưa chém gió quá mức chỉ là hạn chế truyền tống thậm chí chưa hạn chế trận pháp khác làm như vậy chỗ tốt là thời gian lực lượng ngôn xuất pháp tùy duy trì sẽ rất dài không còn truyền tống thuật thuật sĩ liền mất đi tính cơ động lấy làm kiêu ngạo không thể thoát ly chiến trường triệu thủ hứa bình phong lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận gầm nhẹ một tiếng ngày khác vào làm chủ trung nguyên ta nhất định đoạn truyền thừa nho gia ngươi triệu thủ mặt mang mỉm cười vậy ta sẽ rất vui đấy đề hình án sát sứ ti phát hiện kẻ địch đến xâm phạm đám đạo sĩ hoa sen địa tông ùng ùng phá nhà mà ra nhưng sau đó bị khí thế ngập trời của a tô la đè ép trở về phật môn muốn đối địch với địa tông ta hắc liên đứng ở trên đài sen phẫn nộ chất vấn a tô la không nói lời thừa nắm tay phải sáng lên hào quang rực rỡ nắm chặt lực lượng sát tặc quả vị cách không tung ra một cú đấm lúc này trong các nơi đình viện của đề hình án sát sứ ti trận pháp sớm bố trí sẵn lần lượt sáng lên nơi này là cứ điểm mới của địa tông hứa bình phong đương nhiên không thể không có bố trí sớm ở trong nha môn bố trí đại trận phía tây lao lên kim linh sắc bén phía nam ánh lửa ngập trời phía bắc là thủy linh nặng nề cuồn cuộn phía đông thì cỏ cây sinh trưởng dây leo tựa như xúc tu ùn ùn tuôn ra vị trí trong trận lực lượng thổ linh phun trào hắc liên lập tức hiện ra bốn đại pháp tướng địa phong thủy hỏa mang lực lượng đại trận ngưng tụ đến hút vào trong pháp tướng bốn pháp cứng nháy mắt trở lại trong cơ thể hắc liên trên nắm tay hắn ngưng ra quần sáng năm màu thay đổi liên tục ầm uhm. hai luồng lực lượng va chạm sinh ra vụ nổ đinh tai nhức óc mang kiến trúc chung quanh nhổ lên như bể gãy nghiền nát Cân sức ngang tài hừ con ngươi đỏ rực của hắc liên đảo qua atola cùng kim liên cười lạnh nói trận này lấy khí vận thanh châu làm căn bản cô động ngũ hành thân ở trong trận bản tôn như hổ thêm cánh đoán xem mắt trận ở đâu. Mắt trận chính là hắn. Chỉ cần hắn không rời trận, trận này sẽ không phá. Mà chỉ cần kiên trì thời gian đủ dài, hứa bình phong cùng già la thụ sớm hay muộn sẽ nhận ra tình huống có biến, chạy về trợ giúp. Kim Liên, ngươi cho rằng ta mang tổng đàn địa tông di chuyển đến Thanh Châu, chỉ là bởi vì sợ ngươi trả thù. Không, ta là muốn chiếm cứ ưu thế sân nhà. Tuy không biết tên la hán Phật môn này vì sao sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta rồi xây dựng một trận đại trận kinh thế là một trong các giao dịch của hắn cùng hứa bình phong cũng là lý do hắn yên tâm tọa trấn thanh châu kim liên đạo trưởng gồ một tiếng vẻ mặt tự nhiên cười nói trận pháp của thuật sĩ ta là không có cách nào phá giải nhưng trận pháp này cắm rễ ở đất mượn dùng địa mạch từng ngươi có phải đã quên địa thư hay không trận pháp chia ra hai loại một loại là lấy bản thân thuật sĩ làm căn cơ, ý niệm vừa động, trận pháp tự sinh. Một loại khác là trận pháp cố hóa, lấy sông núi địa mạch làm cơ sở, bày đại trận. Thứ trước không thể phá giải, trừ phi giết vị thuật sĩ kia. Nhưng thứ sau, vừa vặn bị địa thư khắc chế. Kim Liên đạo trưởng lấy ra mảnh vỡ địa thư thứ 9, hướng tới mặt gương phun ra một ngụm lực lượng công đức, sau đó ném lên bầu trời. Địa thư xoay nhanh vù vù, nhộn nhạo lên vần sáng hoa mỹ. Trong đề hình án sát sứ ti, mấy luồng hào quang bay tới, hội hợp cùng mảnh vỡ địa thư này. Bảy tấm gương nhỏ ngọc thạch tụ hợp, hình thể nhanh chóng, nóng chảy, biến thành những mảnh vỡ bằng ngọc bất quy tắc, tựa như đồ sứ tan vỡ. Những mảnh vỡ này phù hợp lẫn nhau, hình thành một tấm ngọc hình vuông thiếu một góc. Ở dưới kim liên đạo trưởng thao túng, khối ngọc hình vuông chậm rãi chìm vào lòng đất. Ngay sau đó, trận pháp trong đề hình án sát sứ ti tan rã, lực lượng tứ phương ngũ hành tán loạn. Atola vành tai khẽ động, nghiêng đầu nhìn chỗ mảnh vỡ địa thư biến mất, khẽ nhíu mày. Thân là chủ nhân mảnh vỡ địa thư, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nghe thấy được lời vô nghĩa trầm thấp. Hắc liên đạo trưởng vừa kinh vừa giận, trích cào. Ngươi dám để địa thư tụ hợp? Ngươi làm sao dám? Giọng điệu của hắn cực kỳ phẫn nộ cùng hoảng sợ, tự như địa thư tụ hợp sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ. Địa thư tụ hợp sẽ xảy ra cái gì? Ý nghĩ hiện lên trong đầu Atola, hắn không nghĩ nhiều, bánh xe ánh sáng rực rỡ sau đầu ẩn dấu, vòng lửa nổ tung, hóa thành hào quang màu vàng bắn về phía Hắc Liên. Thân thể Hắc Liên chảy xuôi chất lỏng đen xì dinh dính chợt hư hóa, thay thế vào đó tuôn trào luồng khí. Hắn hóa thành một trận gió, tránh đi Atola tấn công. Đồng thời, một bãi chất lỏng dinh dính ở lại nơi xa tựa như suối phun, cắn nuốt bóng người Atola. Quay đầu là bờ trong suối phun truyền đến thanh âm trấn định của Atola. Xu thế phi động của Hắc Liên xuất hiện đình trệ, không tự chủ được xoay người. Thấy không thể chạy thoát, Hắc Liên rất quyết đoán, thu hồi phong pháp tướng, để thân hình sụp xuống thành biển màu đen dinh dính, mãnh liệt, nuốt chửng tất cả chung quanh, hủ hóa tất cả chung quanh. Trong đề hình án sát sứ ti, lại viên, thủ vệ bình thường ùng ùng dị biến, ánh mắt mất đi lý trí. Bọn họ có khó có thể kiềm chế dục vọng giết chóc trong lòng, gặp người là chém, có kẻ cả đầu óc chỉ muốn phát tiếp dâm dục, gặp người là vồ, chẳng phân biệt nam nữ, có kẻ tham lam đoạt lấy tài vật trong nha môn, muốn làm của riêng. Bốn thành viên thiên địa hội đang tàn sát yêu đạo địa tông hoảng hốt cửi gió bay lên, tránh đi lực lượng sa đọa dân trào như thủy triều. Lùng lực lượng sa đọa khổng lồ này đã vượt qua cực hạn đạo môn kim đan có thể tinh lọc, ít nhất bọn họ cảnh giới tứ phẩm không thể tránh né. Trái lại đám yêu đạo địa tông, như cá gặp nước, thực lực tăng vọt. Atola la ngồi xếp bằng chất lỏng dinh dính bị vần sáng màu vàng nhạt ngăn trở ngồi thiền kim liên đạo trưởng bay lên không trung hóa thân vần mặt trời chói chang nở rộ ra lực lượng công đức sắc màu sặc sỡ xẹt xẹt chất lỏng dinh dính không sạch sẽ bốc lên từng làn khói đen chất lỏng dinh dính bao trùm Atola nhanh chóng tan rã biến mất Atola tô cuối người hai bàn tay thò vào trong chất lỏng cuồn cuộn dinh dính bánh xe ánh sáng sặc sỡ sau đầu chợt nổ tung sát tặc tiếng kêu thảm thiết vang lên ở các nơi của đề hình án sát sứ ti chất lỏng dinh dính thối lui như thủy triều một lần nữa hóa thành hình người một hình người không ngừng hòa tan tan rã hầu như khó có thể duy trì đặc tính duy nhất của sát tặc quả vị đó là không chết không thôi cái đó rất tương đồng với lực lượng trấn quốc kiếm thân hình a la chợt lóe rồi biến mất lại chợt lóe mà hiện đã tới trước người hắc liên vạn lưng giơ cánh tay tung cú đấm như sấm sét Ầm. thân thể Hắc Liên nổ tung, chất lỏng dinh dính tựa như bùng lầy, hướng tới bốn phương tám hướng nổ tung. Lúc này, đặc điểm có thể tan rã bất cứ lúc nào của thân thể Sa Đọa ngược lại trở thành điểm tựa hắn sợ bị võ phu combo tới chết. Chất lỏng như giọt mưa nhanh chóng thoát đi, ở nơi xa hội tụ thành hình người vặn vẹo hòa tan. Hắc Liên không có bất cứ sự do dự nào cả, lấy phong tướng thao túng luồng khí, ý đồ chạy khỏi thành Thanh Châu. Quay đầu là bờ. Atola chắp hai tay lại, lần nữa lấy giới luật ngăn trở hắc liên thoát đi. Hình người vặn vẹo kia chợt khựng lại, sau đó sụp xuống thành luồng khí, tiêu tán không dấu vết. Đây là phong pháp tướng bao bọc bộ phận lực lượng sa đọa ngụy trang thành hắc liên mà bản thể hắn. Chất lỏng đen sì như mực bắn về phía kim liên trên không trung, sau đó mở ra như tấm màn mang kim liên đạo trưởng bao vây trong đó. Mục tiêu thật sự của hắc liên là kim liên đạo trưởng chờ ta tiêu hóa kim liên bổ hoàng bản thân liền khiến ngươi chết không có chỗ chôn hắc liên cười điên cuồng nói sau giao thủ ngắn ngủi hắn liền biết vị phật môn la hán này không thể địch nổi kẻ địch trước mắt này đã là tam phẩm kim cương lại là nhị phẩm la hán cho dù đơn đã độc đấu hắn cũng rất khó thắng theo lý thuyết lại thêm một vị tam phẩm dương thần nắm giữ lực lượng công đức hắc liên càng thêm không có khả năng chiến thắng nhưng kim liên khác Hai người vốn là một thể, mà Hắc Liên là nhị phẩm, Kim Liên là tam phẩm. Cái này khiến Kim Liên đạo trưởng biến thành thuốc bổ thuần túy. Đột nhiên, Hắc Liên trên không trung thét to. Giả. Không, không có khả năng. Xẹt xẹt. Lực lượng công đức từ trong tấm màn bắn ra, từng làn khói bốc lên. Hắc Liên cái gì cũng chưa đạt được, ngược lại bị lực lượng công đức tổn thương, bị thương nặng. A-tô-la sắc mặt như thường, tựa như đã sớm dự liệu được loại tình huống này, hắn quỳ gối bật lên, mang bánh xe ánh sáng rực rỡ sau đầu nắm ở lòng bàn tay. đòn thứ ba, ầm, uhm. nắm tay đánh xuyên qua tấm màn, hắc liên ở trong tiếng kêu thảm thiết tan rã, bùng lầy màu đen bắn tung tóe đi bốn phương tám hướng. lúc này, một luồng hào quang bảy màu sặc sỡ lao vào đề hình án sát sứ ti, mang bùng lầy màu đen tung tóe đầy trời bao vây, ánh sáng màu hóa thành kim liên đạo trưởng cùng a nhìn nhau cười đây mới là kim liên đạo trưởng thật sự vừa rồi một kẻ kia là ứng cung quả vị chế tạo ra hàng giả lúc a lặng lẽ thoát khỏi a lan đà liền biết chuyến này không thể quay về nữa vì thế thuận tay dắt dê vặt đi của phật môn một viên xá lợi tự ứng cung quả vị ngày đó diễn đàn nói chuyện phím địa thư thảo luận các thành viên căn cứ đủ loại con bài chưa lật bên ta tình huống kẻ địch chế định ra kế hoạch trong thời gian ngắn nhất giải quyết hắc liên Kế hoạch này có 3 điều kiện trung tâm. Một, một phân thân lấy giả thay thật. Hạt nhân của nó chính là kim liên đạo trưởng cái mồi câu này. Ứng cung quả vị là quả vị của nhị phẩm La Hán, kim liên đạo trưởng nó cụ thể hóa ra thực lực thấp hơn nhị phẩm, vừa vặn có tiêu chuẩn mới vào tam phẩm. Hoàng Mỹ Hai, Hắc Liên sẽ bí quá hóa liều, mượn cơ hội bổ toàn bản thân. Hắc Liên rơi vào ma đạo, bản tính là tham lam tàn bạo, sợ chết cùng cẩn thận cũng không phải là ác trong nhân tính. Khi hắn lâm vào hiểm cảnh, lại có một tia cơ hội nghịch chuyển cục diện, sẽ làm ra bất cứ nào, đáp án không cần nói cũng biết. 3. Sức khống chế của Atola đối với cục diện Hắn xây dựng ra cục diện Hắc Liên đã không thể đào tẩu, nhưng lại không đến mức tuyệt vọng, ép gã lựa chọn bí quá hóa liều, cắn nuốt Kim Liên. Khi Hắc Liên lựa chọn cắn nuốt Kim Liên giả, gã nhất định trộn gà không được còn mất nắm thóc, bị lực lượng công đức của kim liên giả bị thương nặng, tăng tốc diệt vong. Kế hoạch nhìn qua đơn giản, thật ra bao hàm nắm bắt đối với tâm lý kẻ địch, đánh giá đối với thực lực bên ta, cùng với trí tuệ lợi dụng hợp lý con bài chưa lật. Đương nhiên, lấy trí tuệ hứa thất an sở nguyên chẩn hoài thánh, còn có Atola cùng kim liên đạo trưởng, kế hoạch như vậy thật ra rất đơn giản. Dù sao trong những người này, không phải tiểu thiên tài phá án chính là trạng nguyên lan, còn có một đời nữ đế, gián điệp ẩn nhẫn mấy trăm năm, cùng với lão tiền bạc sâu không lường được. Vô sĩ, ti bỉ vô sĩ. Thân thể kim liên đạo trưởng không ngừng vặn vẹo, trong cơ thể như là có cái gì muốn lao ra. Nhưng lực đạo công kích càng lúc càng yếu, cuối cùng quy về hư vô. Lúc này, hắc liên đã không cách nào chống lại kim liên đạo trưởng trạng thái toàn thịnh. Đại công cáo thành. Kim liên đạo trưởng như thở dài phun ra một hơi. Cho dù là lão cường giả vị cách này Giờ phút này cũng bị vui sướng cùng kích động lấp đầy Lão nhẫn nhục Bồi dưỡng thành viên thiên địa hội Mưu tính nhiều năm Hôm nay được như nguyện Rốt cuộc mang chính mình xử lý rồi Sau đó Chỉ cần lấy lực lượng công đức luyện hóa hắc liên Lão có thể khôi phục tu vi Kim liên đạo trưởng đạp gió bay lên Quan sát đề hình án sát sứ ti Thấy hàng viễn cả người đẫm máu tựa như sát thần Ngoại long sồ phượng cùng sở nguyên chẩn ngự kiếm phi hành, gào thét như gió cũng thấy yêu đạo địa tông mất đi ý chí chiến đấu hướng tới bên ngoài nha môn hoảng hốt chạy trốn ai trong cơ thể kim liên đạo trưởng bắn ra từng đạo ánh sáng màu sắc xuyên thủng từng vị đạo sĩ hoa sen tinh lọc sinh mệnh cùng tội nghiệp quá khứ của bọn họ đạo trưởng mảnh vỡ địa thư có khí linh lời nói mới rồi của hắc liên là có ý tứ gì atola hỏi a à, ngươi nói cái gì Kim liên đạo trưởng vẻ mặt mờ mịt. A Tô La lặng lẽ nói. Ngươi nếu không thẳng thắng, ta liền liên hợp hứa thất an, còn có thành viên khác, mà ngươi trục xuất thiên địa hội. A à cái này. Kim liên đạo trưởng bỗng cảm thấy, trong diễn đàn có quá nhiều cao thủ không thể khống chế, cũng không phải chuyện tốt. Lão nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này, ta sẽ ở trong thiên địa hội nói tỉ mỉ. Bây giờ rời khỏi nơi này trước, đi tầm châu trợ trận hứa thất an đoạn truyền thừa nho gia hứa bình phong lão tử bây giờ liền diệt ngươi hứa thất an búng ngón cái trấn quốc kiếm vang len ken hắn sau đó sụp xuống toàn bộ khí cơ thu liễm toàn bộ cảm xúc ngọc toái vẫn sức chờ phát động ken trấn quốc kiếm chém ra kiếm quan vàng ống chợt lóe rồi biến mất lấy thể lực bây giờ của hứa thất an có thể nhiều lần vượt tải chém ra ngọc toái không cần lo lắng sau khi chém ra một đao thể lực hao hết đây là sức khôi phục cường đại nhị phẩm võ phu mang theo. Ngay sau đó, kiếm quang vàng ống xuất hiện ở ngực cơ huyền, hướng hứa bình phong rút kiếm là thủ thuật che mắt, mục tiêu thật sự của hắn là cơ huyền. Quả hồng chọn mềm mà bóp. Cùng lúc đó, tôn huyền cơ nâng chân bước, khiến từng vòng trận pháp mang cơ huyền bao phủ, trong chúng nó có lôi hệ trận pháp hồ quang lóe ra, có liệt diễm trận hừng hực cháy, có kim linh trận ánh sáng trắng như cắt mặt bóng người khấu dương châu như quỷ mị xuất hiện phía sau cơ huyền thái bình đao hướng tới cổ hắn chém xuống triệu thủ cất cao giọng nói đao này uy lực gấp bội thái bình đao bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt sát cục cơ huyền một tam phẩm võ phu ở nháy mắt đã gặp đại phụng siêu phàm nhằm vào dự cảm đối với nguy cơ của hắn hoàn toàn không có hiệu lực thẳng đến khi đao ý của hứa thất an chém trúng ngực mới giật mình thấy ngọc toái là nhằm vào mình Dự cảm nguy cơ của võ giả đương nhiên không có hiệu quả, bởi vì hứa thất an lấy di tinh hoán đấu của thiên cổ, che chắn khí tức một đao này. Cơ huyền chưa có bất cứ động tác gì, tựa như thản nhiên tiếp nhận vận mệnh, mà già la thụ và hứa bình phong cách đó không xa, thân hình đồng thời biến mất, cũng xuất hiện ở chung quanh cơ huyền. Già la thụ bình tĩnh hai tay kết ấn, bất động minh vương pháp tướng phía sau hắn kết ấn tương tự. Nếp nhăn không gian nháy mắt sang phẳng, một làn gió cũng không có kiếm quan chém trúng ngực cơ huyền còn chưa bùng nổ liền bị mạnh mẽ dập tắt các đại trận pháp của tôn huyền cơ động lại không hiểu tự như tranh thủy mặt phía sau cơ huyền khấu dương châu ý đồ chém đầu như là trúng định thân thuật một chiêu pháp thuật liền phá giải công kích của các siêu phàm đây là thực lực của nhất phẩm bồ tát cho dù tổn thất một khối kim cương pháp tướng và la thụ vẫn ở hàng ngũ nhất phẩm sau khi lấy bất động minh vương pháp tướng hóa giải thế công và la thụ xoay người lướt về phía lão thất phu cánh tay so với vòng eo nữ tử còn tráng kiện hơn vung lên đập mạnh về phía khấu dương châu trong quá trình này từng trận pháp do thanh quan cấu thành hiện lên ở hai bên trái phải của khấu dương châu kéo dài ra từng sợi xiềng xích do thanh quan ngưng tụ trói buộc hai tay hai chân khấu dương châu một cú đấm này đánh trúng thân thể khấu dương châu tuyệt đối sẽ bị đánh nổ tư sống thân thể nhị phẩm võ phu hiển nhiên không có khả năng kháng lại được nhất phẩm bồ tát công kích hứa bình phong cùng già la thụ phối hợp ăn ý nháy mắt khiến cục diện xoay chuyển ngược lại trước mắt biện pháp tốt nhất cứu khấu dương châu là lấy truyền tống thư dẫn lão rời khỏi bọn hắn muốn ép ta sửa chữa quy tắc giải trừ hạn chế nơi đây cấm truyền tống triệu thủ giật mình nháy mắt đã hiểu ý tưởng của hứa bình phong cùng già la thụ trong nháy mắt triệu thủ liền có phương pháp ứng đối không có thời gian để ông truyền âm cùng đám người hứa thất an ông lựa chọn tin tưởng đồng bạn triệu thủ bước lên một bước lấy ngón tay thay bút ở không trung vẽ xuống từng đạo trận văn hai trận pháp giống nhau như đúc xuất hiện hiện lên phía sau già la thụ bồ tát chiếu ra bốn sợi xiền xích thanh quang quấn quanh cánh tay phải tung nắm đấm của hắn đây là năng lực của nho gia ngũ phẩm nho sinh cảnh có thể mang pháp thuật của kẻ địch học được cũng ghi lại vào tờ giấy tuy yếu hơn bản gốc nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều đến cảnh giới này của triệu thủ thì không cần ỷ lại vào giấy, ý niệm khẽ động, liền có thể chơi miễn phí. Không, liền có thể học tập. Sợi xích ánh sáng cuốn lấy già la thụ, đồng thời Thái Bình Đao tự thoát ly khấu Dương Châu nắm giữ, xẹt xẹt liên thanh, cắt rách áo choàng của lão, mũi đao phá áo bào vung đến đỉnh đầu khấu Dương Châu. Điều này làm cái bóng áo choàng phủ xuống rơi ở trên người khấu Dương Châu. Cái bóng nháy mắt bành trướng, hóa thành bộ dáng hứa thất an, che ở trước mặt khấu Dương Châu, hai tay áo của hắn đột nhiên căng lên, hai tay nắm lại ở bụng, từng luồng lực lượng chúng sinh ở lòng bàn tay ngưng tụ thành quả cầu sụp vào trong. Phành 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 phành. Sợi xích quấn quanh cánh tay phải già la thụ lần lượt đứt đoạn, không thể trói buộc nhất phẩm Bồ Tát thể lực khủng bố, nhưng sứ mệnh của nó đã hoàn thành, tranh thủ cơ hội thở dốc quý giá cho khấu dương châu, tranh thủ thời gian cho hứa thất an đến trợ giúp. Cơ bắp hai cánh tay hứa thất an bành trướng, lực cổ, cuồng bạo hắn ra sức mang lực lượng chúng sinh co lại sụp đổ thành quả cầu đẩy ra đón nắm đấm sắt của già la thụ len keng len keng đau ý bùng nổ lão thất phu cũng chặt đứt xiềng xích giam cầm bản thân hai tay dáng ở sau lưng hứa thất an khí cơ bỗng nhiên phun trào ầm như là một viên đạn đạo đương lượng khổng lồ nổ tung làn sóng khí khuếch tán mang tầng tầng lớp lớp biển mây đục ra một dải chân không đường kính mấy trăm trượng hứa bình phong cơ huyền triệu thủ Tôn Huyền Cơ, Lạc Ngọc Hành năm vị siêu phàm đồng loạt bay ngược. Hiệp đầu tiên hai bên tung kỳ chiêu, có thể xưng là thần tiên đánh nhau. Cơ Huyền và Khấu Dương Châu đều đã đi một chuyến bên bờ vực tử vong. Hạn chế nơi đây truyền tống, không cho chúng ta rời khỏi, là vì tranh thủ thời gian cho đồng đảng Thanh Châu. Cơ Huyền sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, búng bội đao, cười khẩy nói. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, kim cương thần công của già la thụ Bồ Tát liền có thể khôi phục đến lúc đó xem các ngươi chết như thế nào. Hứa Thất An, ngươi cho rằng nhân số siêu phàm cường giả có thể bù lại trên lệch phẩm cấp. Buồn cười. Hắn nói là sự thật, Hứa Thất An ở ngoài thành Tầm Châu chém ra một kiếm đó, tất nhiên kinh thiên động địa, nhưng như thế nào cũng kém nho thánh anh linh đẩy ra một đao. Tiếp tục kéo dài, chờ kim cương pháp tướng của già La Thụ Bồ Tát khôi phục, trong những siêu phàm này của đại phụng, ít nhất cũng phải chết mấy người nhỉ? một lần này, hắn cùng quốc sư sẽ không vì thử con bài chưa lật thờ ơ lạnh nhạt nữa. Sẽ không cho hứa thất an súc lực chém ra một kiếm kia. Ngoài thành Thanh Châu, A Tô La nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng mặt mày hồng hào. Đạo trưởng không cùng ta đi tầm châu một chuyến trợ trận. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Bần đạo luyện hóa hắc liên trước, khôi phục tu vi. Tầm châu bên kia, ngươi đi hỗ trợ là được. Bạch đế chưa từng xuất hiện, có lẽ không ở Cửu Châu. Nhưng nó đã kết minh với Hứa Bình Phong, vậy sẽ không đứng nhìn. Nghĩ chi hiện nay, chỉ cần để Bần đạo khôi phục tu vi trước, lấy số lượng nhị phẩm để bù lại chiến lực không đủ. Chờ ông bổ hoàng bản thân trở về nhị phẩm, trận doanh đại phụng liền có bốn vị cường giả nhị phẩm. Bạch đế vị hậu duệ thần ma này tất nhiên sẽ trở về Cửu Châu, khi đó mới là sinh tử cục thật sự. A Tô La gật đầu tiếp đó nhìn về phía bốn người sở nguyên chẩn phía sau kim liên nói các ngươi thì sao lý diệu chân không chút do dự đương nhiên là đi tầm châu ba người bọn sở nguyên chẩn gật đầu theo đến cũng đến rồi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội giết địch a tô la khẽ gật đầu ta đến trợ giúp trước tầm một tiếng hắn bắn người lên tựa như đạn pháo lao đi phía chân trời trong nháy mắt liền hóa thành điểm đen tiếp đó biến mất ở trong biển mây hứa thất an mặt không biểu cảm nói ở trước đó ta sẽ trước giết ngươi cơ huyền cười lạnh nói lời tương tự ta cũng trả lại cho ngươi vừa dứt lời tiếng đổ ầm 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 truyền đến tầng mây tan ra một bóng người tựa như sao băng hung mảnh lao về phía cơ huyền người nào cơ huyền khẽ biến sắc hắn không kịp tự hỏi trường đao trong tay đẩy về phía trước Khí cơ nóng trực vặn vẹo không khí Trắc Binh khí rót vào khí cơ siêu phàm võ phu lập tức nổ tung thành mảnh vụn Cơ huyền chỉ cảm thấy một lực lượng bá đạo vô cùng theo chui đao chui vào cổ tay Hổ khẩu dẫn đầu toát ra Tiếp theo cánh tay phải cầm đao nổ gãy Bóng người đó như là xe công thành bá đạo Trực tiếp mang cơ huyền hút bay Vòng lửa chợt bùng nổ Atola bắt lấy mắt cá chân cơ huyền Mang hắn kéo về Chuẩn bị một combo xử lý vị tam phẩm võ phu này chân trái cơ huyền chưa bị nắm hung hăng đá vào bên cạnh khuôn mặt atola cảm giác tựa như đá trúng tuyệt thế thần binh trắc atola dùng sức bóp nát mắt cá chân hắn sau đó quyết đoán lui bắn lại ông không gian chấn động nếp nhăn bằng phẳng không một chút gió nào lọt vào được may mắn atola lui nhanh bằng không hắn sẽ gặp hiểm cảnh lúc trước của khấu dương châu đến rồi à hứa thất an nhếch miệng cười sáng lạng trước nay chưa từng có Atola từng một tiếng, chân đạp hư không, chậm rãi đi đến trận doanh siêu phàm đại phụng. Đám người Lạc Ngọc Hành cũng nhẹ nhàng thở ra. Rất hiển nhiên, hành động thanh châu thuận lợi hoàn thành. Bên kia, xương mắt cá chân cơ huyền bị bóc nát tái sinh, nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra, tựa như có lực lượng đáng sợ không ngừng ăn mòn vết thương, ngăn trở khỏi hẳn. Nếu không có già La Thụ Bồ Tát giúp đỡ, trong vòng 10 chiêu, ta sẽ bị hắn giết. Trong lòng cơ huyền rùng mình. Đồng thời, hắn cũng ý thức được Atola xuất hiện, ý nghĩa Hắc Liên đã chết. Vân Châu giảm đi một vị nhị phẩm siêu phàm. Hứa Bình Phong sớm dự đoán được Hắc Liên chắc chắn phải chết, lấy tâm cơ, tính cách của hắn, lúc này cũng chưa có cảm xúc tiết ra ngoài, chỉ là sắc mặt âm trầm đi vài phần. Hứa Bình Phong, ngươi không phải mọi chuyện liệu địch tiên cơ. Có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay không? Hứa Thất An lại không tính buông tha hắn vội vàng nhân cơ hội trào phúng. Quốc sư cái rắm chó gì, Phi? A Tô La. Già La Thụ trầm giọng nói. Ngươi dám phản bội bổn tọa, phản bội Phật môn. A Tô La cười khẩy nói. Như thế nào, thực cho rằng ta bán mạng cho Phật môn. Mối hận diệt tộc, thù giết cha, ta muốn lần lượt thanh toán với Phật môn. Ngươi là như thế nào ruồng bỏ Phật môn? Ngươi đoán. A Tô La cười nói. Già la thụ Bồ Tát nhìn hắn chầm chầm, hít sâu một hơi. Được, bổn tọa hôm nay liền thanh lý môn hộ. Chân hình cao chính thức bành trướng lần nữa, khí huyết xuyên qua trời cao, cả mảng không gian đều đang chấn động. Cứ việc đến. A Tô La, hứa thất an, khấu dương châu đồng thời lao về phía già la thụ, hình ảnh giống như dừng lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.